Cũng tại cuộc họp tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng sáng nay, 26 tháng 9, Sở Xây dựng cho biết đang tiếp tục làm việc với các quận, huyện nhằm giải quyết rốt ráo tình trạng xây dựng trái phép và vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2013, thì trên thành phố có 33.030 trường hợp xây dựng trái phép và vi phạm các quy định về xây dựng. Trong đó, thì lượng nhà xây dựng trái phép hơn 600 trường hợp còn lại là vi phạm. Hiện thì Sở Xây dựng và các địa phương mới xử lý hơn 2.000 trường hợp. Tình hình này tập trung nhiều tại các quận huyện vùng ven như là ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp. Số liệu này không tăng so với số liệu công bố vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa thuyên giảm và chưa giải quyết được triệt để, mặc dù thành phố đã có biện pháp mạnh từ tháng 7 khi phát hiện hơn 2.000 trường hợp phát hiện sai phạm hồi tháng 7. Một thông tin khác, thưa quý vị, cũng liên quan đến tình trạng xây dựng trái phép tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2013. Thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Thanh Toàn, là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc về vấn đề này và ghi nhận một số giải pháp đáng lưu ý nhằm giải quyết vấn đề. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa ông, thời gian qua thì cũng có một số ý kiến lo ngại là phải chăng cái tình hình quy hoạch treo hiện nay đang là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người dân có cái nhu cầu xây dựng nhưng họ không được cấp phép, cho nên dẫn đến tình trạng là xây dựng trái phép nhiều như vậy ạ? Cái này nếu nói là để mà do tình trạng quy hoạch không khả thi mà để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép thì cũng không hẳn nó là một nguyên nhân chính đâu. Mà theo tôi nó có nhiều nguyên nhân khách quan. Chẳng hạn như là chúng ta cái hệ thống quản lý về trật tự xây dựng, chúng ta cái hệ thống quản lý nhà nước chúng ta còn mỏng, và trong một cái khoảng thời gian nhất định trong cái công tác quản lý chúng ta có lẫm thành ra có những cái kẻ cơ hội, những cái bậc đầu nậu thì họ lúc nào họ cũng tranh thủ những cái lỏng lẻo quản lý như mình để họ làm. Thật ra cái xây dựng trái phép mà trong nhà dân riêng lẻ không phải nhiều, nhưng cái mà mình lo nhất là các đầu nậu họ làm theo một cách hệ thống và cái duy trì, thì cái này nó phá vỡ quy hoạch. Còn thật ra còn cái chính sách của thành phố hiện nay mình là trong cái giấy phép xây dựng rất là thông thoáng. Thành phố đã thống nhất là bây giờ thậm chí là nhà trên lộ giới hẻm, lộ giới đường cũng còn cho giấy phép xây dựng tạm mà. Thưa ông, gần đây có ý kiến của một số chuyên gia cũng góp ý rằng là đối với những vùng mà thành phố đã quy hoạch và muốn giữ quỹ đất để sau này phát triển thì có thể là thu mua trước của người dân và sau đó cho người dân thuê lại và sử dụng với mục đích kinh tế trước mắt hiện tại, vừa là để giữ đất, vừa là để tạo điều kiện cho người dân có cơ sở làm ăn trong lúc chờ đợi dự án. Ông nghĩ thế nào về ý kiến đóng góp này? Liệu thành phố có nên thực hiện như vậy không ạ? Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta xác định được cái kế hoạch dài hạn, quan điểm cá nhân tôi nha, dài hạn thì chúng ta có những cái khu vực mà mang chức năng không phải ở, thì chúng ta phải tùy theo khu vực, thì chúng ta có khả năng là chúng ta cho những công trình tạm mang tính chất phúc lợi xã hội để chúng ta không tránh tình trạng lãng phí đất mà chúng ta cũng thu được ngân sách. Thậm chí là tôi những cái khu vực mà gọi là xây dựng mới, khu vực gọi là khu chức năng xây dựng mới, thì thậm chí nếu mà chúng ta chưa có điều kiện để mà giờ mà chúng ta xây dựng phát triển đô thị thì cũng có thể quy hoạch những cái khu vực mà nhà ở xã hội thấp tầng riêng lẻ, chúng ta đầu tư cái cơ sở hạ tầng cơ bản không cần phải nó hoàn thiện. Thì để chúng ta dành cho những người thu nhập thấp. Tôi nghĩ rằng là cái này Bộ Xây dựng cũng phải cần nghiên cứu trong quá trình thực tế. Bởi vì hiện nay theo các quy định thì nhà ở xã hội bắt buộc phải nhà ở chung cư. Thưa ông, cũng liên quan đến ý kiến đề xuất này thì cũng lo ngại đặt ra, đó là hiện thành phố đang thiếu quỹ đất, thì việc mà dành một quỹ đất lớn dành cho nhà ở xã hội thấp tầng sẽ là một cái trở ngại lớn. Ông nghĩ sao về điều này ạ? Thực ra nếu nói quỹ đất mà trong các huyện ngoại thành mà thiếu thì không hẳn. Tôi làm công tác quy hoạch đô thị và tôi quản lý các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 và phân khu trên địa bàn phố tôi nắm. Hiện nay như huyện ngoại thành cũng còn nhiều quỹ đất lắm, chẳng hạn như huyện Củ Chi, Bình Chánh, một số phần ở Hóc Môn. Không, trong lúc chờ đợi các giải pháp mà cần được thành phố cũng như là chính phủ thông qua thì trước mắt ông có đề xuất gì để có thể giảm thiểu tình trạng xây dựng trái phép hiện nay trên địa bàn thành phố không ạ? Tôi nghĩ rằng là thứ nhất là chúng ta phải có cái thông tin truyền thông tăng cường công tác dân vận, đặc biệt là những người dân lao động, những người mà có cái nguồn thu nhập thấp hiểu về cái quản lý xây dựng, về quản lý đô thị để người dân có cái ý thức, có cái nhận thức tốt hơn. Ngược lại thì nhà nước mình cũng tăng cường cái trật tự kỷ cương và phải là mạnh mẽ, thì như vậy thì
người dân người ta sẽ thuận lợi thì người ta sẽ không có xây dựng trái phép. Cảm ơn ông rất nhiều ạ.